Xin chào mừng các kiện tướng đến với tâm điểm tướng Crack, kẻ phàm ăn. Từng là một chàng thanh niên giàu có và cực kỳ đẹp trai. Crack là ước mơ của biết bao thiếu nữ tuổi xuân thì. Nhưng chẳng mấy ai biết đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng ấy, hắn là một kẻ rất tham lam độc ác và không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Sau khi chết vì bị định tội, hắn không cam tâm và không chấp nhận việc đầu thai. Sau một thời gian, khi ý thức dần trở nên mơ hồ, hắn biến thành một con quỷ gặp gì ăn nấy, nỗi khiếp sợ và ác mộng của toàn cõi sinh linh. Get over here! Khi chịu một sát thương vượt quá 10% lượng máu hiện tại và sau khi chết thì Rack sẽ bộc phát lại một đòn sát thương phép dựa trên lượng máu tối đa của hắn lên các đối thủ trong phạm vi 500 khoảng cách. Nội tại này giúp hắn ngày càng nguy hiểm hơn khi còn thấp máu. Bạn sẽ trở nên do dự liệu mình có nên tiếp tục tấn công hay bỏ chạy khỏi Rack đây. Khi Rack dùng thanh tẩy hư không để quét sạch địch, hắn gây một lượng sát thương phép đáng kể kèm theo hiệu ứng làm chậm. Nếu đối thủ ở vùng trung tâm, sát thương gây ra và hiệu ứng sẽ gấp 2 lần. Kỹ năng thứ hai cho phép Rack tung dây trói hư không kéo kẻ địch đến trước mặt, đồng thời gây một lượng sát thương cực lớn. Nội tại kỹ năng này giúp hắn tăng máu tối đa mỗi khi tiêu diệt hoặc hỗ trợ đồng đội. Chiêu cuối hư không nuốt chửng khiến Rack bộc phát cơ thể và liên tục nuốt chửng kẻ địch trong phạm vi phía trước. Trong thời gian 0,5 giây vận sức nuốt chửng, Rack sẽ miễn nhiễm với các kỹ năng khống chế. Bằng việc lựa chọn những mục tiêu không có khả năng lướt hoặc chủ lực của đối phương, kết quả cuộc giao tranh đã được định đoạt ngay khi bạn kéo trúng đối phương. Chiêu cuối rất là công cụ tuyệt vời giúp bạn mở giao tranh, cũng như tạo tiền đề cho những pha combo combo siêu tưởng khi kết hợp với các tưởng như Gindu, Toro và Điêu Thuyền. Thắng bại tại kỹ năng, Rack là vị tướng điển hình của câu nói này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở các số sau.